Ngày 26 tháng 8, Ủy ban Nhân dân thành phố ban hành văn bản gửi Ngân hàng Nhà nước Việt Nam và Ngân hàng Nhà nước chi nhánh Đà Nẵng về việc hỗ trợ các tổ chức cá nhân vay vốn tháo gỡ khó khăn khi thực hiện giãn cách xã hội, tạm dừng hoạt động để phục vụ phòng chống COVID-19 trên địa bàn thành phố. Cụ thể, tháo gỡ khó khăn liên quan đến việc trả nợ gốc, lãi vay trong thời gian phải thực hiện giãn cách xã hội, tạm dừng các hoạt động trên địa bàn thành phố và cách ly y tế phục vụ phòng chống dịch, theo đề nghị của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam chi nhánh Đà Nẵng tại công văn số 831 ngày 25 tháng 8 năm 2021, tạo điều kiện thực hiện gia hạn nợ, giảm lãi vay, cơ cấu lại thời hạn trả nợ, không điều chỉnh nhóm nợ và các giải pháp phù hợp khác để cùng chia sẻ khó khăn đối với các tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân vay vốn do phải thực hiện giãn cách xã hội, tạm dừng hoạt động trên địa bàn và cách ly y tế phục vụ phòng chống dịch.